Dạ rồi, xin chào anh chị đến với kênh Hiếu Cá Cảnh. Thì đây là em đóng cá nè anh chị. Nếu như mà thường á là em sẽ đóng một bọc một con hết anh chị. Như vậy thì khi mà lúc mà quá trình mình vận chuyển á thì cái con cá này nó có bị gì thì nó cũng không ảnh hưởng tới những con cá khác. Cứ một bọc một con, kể cả những con cá mà 10.000 luôn em cũng đóng một bọc một con anh chị. Như thế này sẽ đảm bảo con cá mà nó có bị bệnh gì nó cũng không ảnh hưởng đến những con cá xung quanh. Thì con cá mà cá nhỏ luôn, ví dụ đa số là cá trống thì em sẽ đóng cái bọc này. Còn cá mái mà nếu mà cá to á thì em sẽ đóng cái bọc này. Nó nhiều nước hơn. Còn nếu như mà con cá mà giá trị cao á, ví dụ như con coi đó e phun lưng này anh chị, thì em sẽ lồng thêm một cái bọc vô nữa anh chị thấy không ạ? Một bọc thì em sẽ lồng thêm một cái bọc nữa. Còn nếu như mà em kỹ nữa thì em sẽ lồng thêm một cái bọc thứ ba nữa và em đổ thêm nước gì nữa anh chị. Nó là rất là kỹ luôn. Và có thể là em sẽ lợp thêm lá chuối cái kiểu nữa. Đó thì anh chị cứ yên tâm nha. Thì những con cá này có thể là nếu mà em gửi cá khỏe như vậy thì nó nếu như mà không trong quá trình mà mình vận chuyển á không có bị sốc á thì nó sẽ đi được cả tuần lễ luôn vẫn không sao nữa. Mà đa số thì em gửi cho anh chị là cao lắm là 3 ngày thôi à. Đó, nếu là lên miền Bắc thì cũng 3 ngày, 4 ngày. Đó, cho nên anh chị cứ yên tâm. Nếu mà gửi cá khỏe thì không sao cả. Còn chẳng may cái trường hợp mà nó có cái vấn đề gì á, gửi mà cá tới nó bị yếu á, thì anh chị cứ quay clip lại cho em nha. Quay clip lại gửi cho em sẽ bảo hành. Dạ rồi. Dạ rồi, thì trong clip này em sẽ quay về coi đất e nhiều nha anh chị. Thì như anh chị nào có nhu cầu mua cá mà cá rẻ thì em sẽ bán là cái loại size 2 tháng thì 10.000 một con, 15.000 một con. Thì trong những clip trước hoặc anh chị có thể kéo xuống phần mô tả thì em sẽ có cái để cái link nữa đó. Những cái link đó anh chị bấm vô thì nó sẽ qua cái những cái video mà em bán cá giá rẻ. Hiện tại em còn 3 dòng giá rẻ, đó là Fungon, HP Blue và Lutazan đó. Thì đó dành cho những anh chị nào mà mình mới tập chơi thôi thì mình mua cá rẻ rẻ xíu cũng được, không có cần mà phải mua cá nó quá mắc đối với mình. Thì mình chơi từ từ thôi, từ từ mình nâng cao lên. Thì clip này thì em sẽ gửi đến chị là Codex E thôi. Chung là đối với dòng Codex E là thì anh chị muốn lấy size nào em cũng có đó. Ví dụ như anh chị mà muốn xe tơ mà nó full tay em cũng có. Mà anh chị ví dụ như đây có cái e đi bông này, xe tơ anh chị. Cá chút ác luôn này không? Cá rất là nhỏ luôn á. Cái này size này cỡ 2 tháng hay tháng mấy à. Nhưng mà anh chị thấy cá chút ác nhưng mà nó lên full hết không? Đó, anh chị muốn size nhỏ em cũng có. Mà anh chị muốn size to thì em cũng có luôn. Size to, size bự như vậy. Đâu rồi? Đó, ví dụ như anh chị muốn size mà size to mà size bự á như vậy em cũng có luôn. Nó tùy anh chị thôi. Nhưng mà em vẫn tính đúng một giá nha anh chị. Anh chị muốn size tơ thì em có size nhỏ nhưng mà giá nó cũng bằng là size lớn thôi. Tại đến e là em tính lên tay mà anh chị. Cứ lên tay thì em bán giá cứ lên tay thì em bán đúng giá thôi. Đó thì full lưng là hiện tại là em bán một con như thế này, đều màu như thế này thì em sẽ bán là 400.000 cặp đó, full lưng. Đó, em sẽ cố gắng em lựa cá size đều màu nhất cho anh chị. Đó, full lưng giống như thế này là 400. Còn full hai tay thì sẽ là 200.000 nhá. Còn nếu mà full hai tay thì em lấy cỡ này đó. Anh chị muốn nhỏ cũng có mà em, anh chị muốn to cũng có nữa. Em cá em e của em nó lên tay lẻ lắm. Đây là cá này là còn nhỏ. Không, cá này cá còn nhỏ tầm 2 tháng rưỡi mà nó lên hết rồi. Tùy anh chị, cái đó là tùy hết mỗi người. Ví dụ như anh chị mà muốn cá tơ đem về nuôi nó dễ nuôi cho nó dễ hơn thì lấy cá tơ, còn anh chị mà không muốn cá mà nó to xíu, cá già to xíu đem về nó đẻ thì anh chị lấy cá bự xíu cũng được, đó là tùy hết mỗi người nha. Chứ đất e thì thường ngày xưa là thường 3-4 tháng mới lên full luôn, nhưng mà bây giờ
nuôi nhiều á, bây giờ tỷ lệ lên nó cao lắm anh chị, cho nên anh chị yên tâm nha. Thì giờ coi rất yên nè, full gon, full red bird, thì đa số là cái này là em nuôi, anh em và ông anh nữa nuôi anh chị, là cá nuôi hết, là có nhiêu thì bán cho anh chị bấy nhiêu thôi, chứ không có lấy ở đâu về hết, cho nên cái nguồn gốc thì em đảm bảo được. Em thì em nuôi khoảng 500-600 cây thôi, cho nên là nhiều khi cái số lượng của em giao anh chị không có đủ á, thì em sẽ lấy của bên anh của em nữa. Thì cái bộ là nó chung bộ với nhau hết, cho nên anh chị cứ yên tâm về cái nguồn gốc của nó. Đó thì cá em nuôi sao thì em chịu được, chịu trách nhiệm được. Còn những cái dòng khác thì có khi là em lấy về cái nơi khác về á, thì em không có đảm bảo được cái tỷ lệ nó lên như thế nào, tại vì cá lấy về mà anh chị, lấy về xong rồi lên cho anh chị thôi. Cho nên là cái nguồn giống sau này nó đẻ ra bố mẹ nó giống được như vậy hay không thì em khó đảm bảo lắm. Nhưng mà đối với ba cái dòng chính này á, thì em có thể đảm bảo được với anh chị là cá em nuôi sao thì cái tỷ lệ lên á nó cũng rất là ok, không phải là gọi là đẹp nhất, nhưng mà tỷ lệ lên đối với con đứa e này là lên rất ok anh chị, tỷ lệ lên rất cao đó. Và em cố gắng là em quay nhiều cho anh chị xem để anh chị đánh giá được cái bộ cá của em như thế nào ạ. Dạ rồi, ở clip này thì em sẽ lên một số con coi rất y ribong cho anh chị xem, anh chị ưng thì anh chị lấy nha anh chị. Dạ rồi, thì đầu tiên là con này đi, thì con phun lưng. Thì con phun lưng này hơi khó bắt ạ. Thì con phun lưng này ta em lấy anh chị 1 triệu nha. Con này là 1 triệu, con rất e ribong phun lưng. Thì con này nó tay nó hơi ngắn cho nên để anh chị 1 triệu. Giá này là ok rồi đó. Cái này cá giống em đang cho ghép luôn nha anh chị. Thì nó đẻ một lứa hai lứa rồi đó. Con đó là đẻ một lứa hai lứa rồi, thì con đó em lấy 1 triệu nha. Rồi tiếp theo là con này thì nó đẹp hơn nè. Con này thì nó đang có bầu, bụng cũng khá to, nếu mà anh chị ở gần á thì em giao được nha. Ở xa quá em giao em sợ nó đẻ trong bọc á anh chị. Con này thì tay dài hơn. Mà cái màu nó đều lắm vậy, con này màu đều lắm. Màu đều đẹp. Lưng nó không có kéo sâu như con kia, không có kéo hết như con kia, nhưng mà màu nó đều. Con này thì bán anh chị 1.1 triệu nha. Đít bông con đó thì bán anh chị 1.1 triệu. Rồi tiếp theo là đến con này đi. Con này thì bụng cũng khá là to nè, anh chị có lấy thì em để con này 1.1 triệu luôn. Con này 1.1 triệu nha anh chị. Màu nó không có kéo hết lưng nhưng mà nó rất là đẹp, nhưng mà nó có bầu nè, thứ nhất. Thứ hai nữa là nó tay nó cũng dài hơn con kia nữa. Con đó thì để anh chị 1.1 triệu. Rồi tiếp theo là con này thì nó bình thường, tay ngắn thôi. Con này thì để anh chị 500.000, con đó 500 thôi nha anh chị. Rồi còn demo, còn con này thì nó bị lỗi nè, nhưng mà nó đẻ ra tỷ lệ vẫn lên full hai tay như bình thường nha anh chị, tại nó có máu rất e của em rồi. Thì con này để 300 thôi, nó bị lỗi tay, nó không lên hết được. Ngoài ra thì những con mà full một tay nè, hay là nó chưa full hết được hai tay anh chị, thì nó dao động từ 300.000 cho đến 600.000, tùy con đẹp xấu nữa anh chị, thì dao động cái giá cỡ đó. Nếu anh chị mua nhiều thì em sẽ bớt nữa, và tùy theo con thôi. Cái đó là giá đó là em để demo cho anh chị. Thì anh chị có ưng thì anh chị lấy mấy con đó, hoặc là anh chị nói em sẽ lựa những con khác cho anh chị. Thì giá nó dao động như full hai tay thì từ 600.000, 600.000, 800.000 cho đến 2 triệu cũng có, tùy con tay bơi dài hay ngắn thôi. Dạ rồi, thì anh chị nào có nhu cầu mà yêu thích cái dòng con rất yêu này mà lên hai tay như vậy á, thì anh chị inbox em nha. Thì em có để dưới phần mô tả. Rồi em chào anh chị.